Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Perico D3. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Perico D3 cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Canxi Vitamin D3 Công dụng Giúp bổ sung canxi và vitamin D3 một cách toàn diện. Hỗ trợ trẻ phát triển hệ xương chắc khỏe và chiều cao tối đa. Giúp thai nhi phát triển khung xương và mầm răng giúp mẹ giảm các triệu chứng do thiếu hụt canxi trong thai kỳ như đau lưng, chuột rút, vọp bẻ, vã mồ hôi đêm. Người lớn tuổi và phụ nữ tiền mãn kinh, giúp duy trì bộ xương chắc khỏe, phòng ngừa nguy cơ loãng xương. Cách dùng. Nhai 1 đến 2 viên Perico D3 mỗi ngày. Có thể sử dụng trước hoặc trong bữa ăn. Xuất xứ. Tây Ban Nha. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Perico D3, đồng thời biết cách sử dụng Perico D3 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham